Hôm nay rất là nhiều lời yêu cầu của Bình sẽ theo những lời yêu cầu của cô chú. Dạ, nhưng cho Tiến Bình xin hỏi nha. Quý vị muốn Tiến Bình hát nữa hay là muốn Tiến Bình sẽ hát song ca với Mai Thiên Vân? Dạ, nếu muốn Mai Thiên Vân có thể một theo hai lớn, Mai Thiên Vân sẽ trở lên sân khấu. Vân ơi! Mai Thiên Vân, xin mời Vân. Vân, lần đầu tiên con xin... Dạ, và lần đầu tiên con xin gửi lời chào đến thầy Quảng Bảo. Ủa, quên thầy đổi tên rồi không quý vị? Thầy là tên khác mà con... Dạ, thầy Thích Pháp Lương. Dạ, tất cả quý vị Phật tử trong chùa cũng như là khán giả trong ngày hôm nay lời chào thân thương và nồng ấm nhất. Khi mà Mai Thiên Vân bước ra sân khấu cái thấy các cô mà cứ thương như vậy là cảm thấy là chịu không nổi. Tại vì... Bao nhiêu lần con đến đây là những gương mặt này là thương, rất là thương Mai Thiên Vân và thương Tuấn Quỳnh luôn nữa. Nên là Mai Thiên Vân cũng rồi xưa có ngại là nó về hoài không biết có sao không, thấy sợ mọi người chán con. Nhưng mà thật sự là lần nào đến thì Vân những thấy những gương mặt này và vẫn thương yêu con như vậy thì cho thấy là khán giả hải ngoại của mình có một cái sự chung thủy và một cái sự trung thành rất là tuyệt đối không quý vị? Dạ, quý vị cho khán giả một tràng pháo tay ạ. Dạ. Thì trong ngày hôm nay thì vừa mới live show của Tuấn Quỳnh ở dưới Cali, một số anh chị ở San Jose này cũng có xuống dưới Cali, Nam Cali để ủng hộ cho Tuấn Quỳnh. Vân thấy là cảm động vô cùng luôn á, tại vì mọi người phải bay xa, bay cũng thật sự không xa nhưng mà bỏ công việc của mình để xuống ủng hộ cho Quỳnh. Mai Thiên Vân còn chưa được như vậy mà Tuấn Quỳnh đã được rồi đó. Dạ, tại vì khán giả San Jose là cũng như gia đình của Tuấn Quỳnh mà. Xin cảm ơn quý vị. Thì Mai Thiên Vân với Tuấn Quỳnh hôm nay gửi tới 4 bài hát song ca lận. Bây giờ không biết hát về gì trước nè. Dạ chắc tình đời trước. Tình đời trước để mở màn để mình sẽ hát nửa bài này liên khúc và bài khác. Liên khúc nửa bài. Nửa bài tình đời xong nửa bài kia. Mỗi bài riêng ha. Chỉ mỗi bài riêng ha. Mỗi bài riêng. Tình đời, xin cảm ơn. Lúc đầu thì Mai Thiên Vân với Tuấn Quỳnh xin làm liên khúc nhưng mà sợ liên khúc nghe nó không có đã nên là thôi hát riêng từng bài.
dối nhưng đôi ta mãi còn nhau. Đời vẫn thế em ơi, xin đừng nói đến tình đời. Em nhớ rằng đời là giang dối. Thì hôm nay là âm thanh ngoài trời nên là Mai Thiên Vân ở trên đây rất là khó nghe. Ở trong nhà thì dễ nghe hơn, ở ngoài đây thì rất là khó, mọi vị nghe có rõ không? Nhưng mà đứng ở trên đây thì ca sĩ sẽ nghe khó hơn. Và đặc biệt đó là tại vì sắp